lên xe. Nhớ mà nghe rõ. Nhóm B báo cáo, cá heo đã xuất phát. Chúng tôi bắt đầu cắt rừng tới trước. Mọi việc bình thường, không có gì đặc biệt. Chúc mọi người may mắn. B nghe rõ trả lời. Đây là nhóm A. Nhóm B nghe rõ trả lời. Nhóm B nghe rõ. Công khai chiến dịch với công an và biên phòng tỉnh để địa phương có biện pháp phối hợp. Nhóm A bắt đầu di chuyển. Trong vòng 30 phút sẽ tiếp cận vòng trong. Nhóm B chờ vòng ngoài. Ngay khi có tín hiệu, nhóm B xuất phát yểm trợ chúng tôi. Kế hoạch không thay đổi. Nhóm B nghe rõ trả lời. Nhóm B nghe rõ. Nhóm B nghe rõ. Chúc một bữa tiệc ngon. Đây hả? Tới rồi. Cái xo đó. Nhưng còn phải đi bộ một khúc nữa. Không có ai ở nhà hả? Dưới kia lên. Mày chuẩn bị làm thịt con heo để Iza nói chuyện. Ừ. Iza Uruk Sundem à. Mày hỏi làm gì? Để con chuẩn bị mình gói củi lửa nữa. Đừng hỏi nhiều, cứ chuẩn bị đi. Kéo tao bị la đó mày.
khách đẹp nhỉ? Ừ, khách đẹp. Đó khen cô đấy. Nó muốn gặp Iya, nó muốn lấy hàng lâu dài. Ông Iya đó, rất vui được gặp ông Iya. Cần gì? Mọi thứ ông có. Lâu rồi tôi không có khách. Uống rượu nha. Đi đường mệt không? Mới đi thì mệt, bây giờ quen rồi. Cô người thành phố à? Tôi người miền Tây, sanh ra Cần Thơ. Sanh ở Cần Thơ, sống ở thành phố, chết ở Tây Nguyên. Ông dọa tôi à? Xem ra cô là người trí thức. Làm nghề này ít người có học thức. Cô làm tôi ngạc nhiên đó. Làm nghề nào cũng có người này người kia. Sao ông cho dân buôn ma túy là người vô học? Có hai loại người làm nghề này. Loại thứ nhất tham lam và liều lĩnh nên mới buôn ma túy. Loại này rất nhiều. Vì tham lam và ngu ngốc nên chẳng tồn tại lâu. Chưa kịp làm giàu đã vô khám rồi. Còn loại thứ hai? Loại thứ hai bản lĩnh hơn. Làm chực vật một hồi, kiếm một mớ tiền rồi biến mất. Loại này không nhiều nhưng là hiệu quả, vì họ lấy số lượng lớn. Còn cô thuộc loại nào? Tôi thuộc loại thứ ba. Loại lên đây để chết. Tôi không hiểu ông nói gì. Con người ta có hai thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đó là lúc sinh ra và khi chết đi. Nhưng buồn thay, họ là không tự quyết định được, nên người ta đổ thừa tại số. Con người ta có thể tự quyết định được khúc giữa. Về mặt lý thuyết là như vậy. Ông rất hiểu biết. Giữa chốn núi rừng này mà có được một người như ông, kể cũng lạ. Trước đây ông làm nghề gì? Tôi không phải người thượng,
Tôi là người Kinh, cũng giống như cô, sống ở thành phố. Tôi là dân địa chất, quanh năm trèo đèo lội suối, mấy tháng mới về nhà một lần. Ông có gia đình chứ? Tôi đã từng có gia đình. Hồi đó tôi 20 mấy, tôi cũng đã có vợ. Cô biết đó, nghề địa chất, quanh năm ở rừng rú. Tôi đã sao nhãn chuyện gia đình. Rồi một lần về thăm nhà, tôi bắt gặp cô ấy có bạn trai. Ông quyết định đi gì chứ? Tôi không hợp với gia đình, tôi cũng không có thời gian để mà ra tòa ly dị. Ông tha thứ cho họ à? Tôi không có những hành vi xa xỉ như vậy, mà cũng không đủ cảm xúc để mà bi lụy. Suy cho cùng, họ cũng chỉ lấy đi một ít của cuộc đời tôi. Vậy ông xử lý ra sao? Thực ra cũng chỉ là chút xíu, để chứng tỏ sự công bằng, tôi cắt một bên tai của thằng bạn trai của vợ tôi, rồi lên đây lập nghiệp. Sau đó mỗi năm tôi cho lính về thu tô một lần. Thu tiền gì? Tôi cho thằng đó thuê vợ. Mỗi năm ngoài việc làm chồng, cô vợ không mấy chung thủy đó, nó còn phải trả tôi số tiền tương đương với một tô phở. Thực ra tôi cũng chỉ cần có vậy. Ông hài hước thiệt. Nhưng tại sao lại là một tô phở? Tại tôi mê phở lắm. Lần nào về thành phố, tôi cũng ăn một tô phở rồi mới về nhà. Lần đó cũng vậy, sau khi ăn xong tôi về nhà thì thấy vợ mình ngủ với thằng khác. Ông hận cuộc đời này một cách thái quá. Mới đó mà đã 20 năm, tôi đã thay tên đổi họ, từ một thằng chân đất mang hàng, giờ có cả một đội quân hùng mạnh. Rồi ông có lấy vợ nữa không? Có. Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Lâu chưa? Cách đây khoảng nửa tiếng. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cô. Vì vậy ông nói tôi sẽ chết ở Tây Nguyên. Ông kéo đùa. Tôi đâu sống ở đây được. Với lại cuộc sống gia đình không hợp với tôi. Cô không phải sống đời sống gia đình lâu đâu, chỉ một đêm thôi. Ngày mai cô sẽ chết. Reno, Reno, Reno. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bắt được hai tên này, chúng mang theo súng tự động. Chúng tới bìa rừng thay quần áo, giấu ba lô, rồi đi theo tôi và cô khách hàng giả danh này tới đây. Nhận ra người quen chứ? Cùng trong ngành công an, chắc không lạ gì nhau. Ngay từ đầu tôi đã biết cô là công an, nhưng tôi vẫn để cô lên đây. Cô bản lĩnh lắm. Cô xứng đáng được tới thăm khu vực bất khả xâm phạm này. Tôi chỉ muốn lấy gói thuốc. Cho mang đồ ăn lên đây, để tao nhậu với người đẹp này. Còn hai thằng này, Ia có cần cung không ạ? Có phải cớm đâu mà cần cung. Tao ghét hỏi cung mấy đứa như vậy lắm. Bắn nó đi, đem ra ngoài mà bắn. Xin mời. Cứ yên tâm sống đến ngày mai. Uống đi.
Số 2 vẫn mạnh khỏe chứ. Tại sao số 2 lại muốn giết tôi? Tại sao lại cử hai thằng ngốc tới giết tôi? Tôi đang thắc mắc điều đó. Vì ông biết số 2. Số 2 không muốn ai biết ông ta. Trong nghề này, kẻ nào biết càng ít, kẻ đó càng sống lâu. Điều đó cũng dễ hiểu. Uống đi. Nào, từ từ mà thưởng thức. Nhóm A gọi nhóm B. Nhóm A gọi nhóm B. Nghe rõ trả lời. Nghe rõ trả lời. Nhóm B nghe rõ. Nhóm A đã tiếp cận vùng nguy hiểm, cắt mọi phương thức liên lạc vô tuyến, chuyển sang phương án hành động độc lập. Nhóm B nghe rõ. Nhóm B sẽ tiếp cận vùng gian trong 5 phút nữa. Toàn bộ quả lực của địa phương đã hỗ trợ sẵn sàng. Hẹn gặp tại trung tâm. Chúc thắng lợi. Chúc thắng lợi. Quá 30 phút rồi, không thấy chị ấy trở ra. Chắc nhóm A cũng đã vào sâu bên trong rồi. Chúng ta đi thôi. Ông không sợ tôi trốn à? Cô không dám trốn. Trốn đi đâu được? Cô có ra khỏi khu rừng này thì ngay lập tức cũng sẽ có người báo cho cảnh sát. Cảnh sát cũng sẽ bắt cô. Trong ngành cảnh sát mà buôn ma túy, án nặng đó. Nếu không bị cảnh sát bắt, tất nhiên cảnh sát không kịp bắt cô, thì số 2 cũng không dám để cô yên. Hắn phải khử cô trước cả cảnh sát. Tại sao vậy? Để cho cô sống quá nguy hiểm cho hắn. Ông đã từng nhập số 2 chưa? Cũng vài lần. Hắn là người kinh đao. Ông muốn tôi giết số 2 không? Tại sao tôi lại muốn cô giết số 2? Vì số 2 cho tụi tôi tới đây khử ông.
Trước sau gì thì một nhóm khác tinh vi hơn cũng sẽ tìm cách giết ông. Cô đang tìm một cơ hội sống. Điều đó hẳn là quá khó khăn. Số 2 là người như thế nào? Tôi chẳng ấn tượng gì về hắn. Một thằng rất nhạt. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi chỉ nhận lệnh gián tiếp, chưa bao giờ gặp hắn. Hắn có thật sự là một kẻ sát nhân tàn nhẫn không? Uống đi. Chẳng có gì quan trọng đâu. Cô nên uống hơn là quan tâm tới cái thằng sĩ quan cảnh sát đó. Thằng bếp lửa kia, cô sẽ không còn sống nữa. Đừng để khi chết sẽ thành một con ma đói. Hiểu không? Tôi chỉ muốn biết tôi sẽ phải chết vì một thằng cha như thế nào. Ông có biết mặt số 2 thiệt không? Hắn cũng đẹp trai, nhưng đã bán hết nhân cách, bán cả phẩm giá mất rồi. Cô đừng mất thời gian. Làm nghề này mà cũng có phẩm giá sao? Không, ma túy góp phần thanh lọc xã hội. Chỉ có những kẻ cặn bã mới sử dụng ma túy. Và nói theo cái cách của mấy sếp lãnh đạo cũng là những nhân tố làm trong sạch xã hội. Thank you.
nghe khán. Quân ơi, Quân, Quân ơi, Quân, anh ơi, Quân ơi. Chơi đi. Cớm gì cô có dám chơi trắng không? Đằng nào cũng chết. Chơi một lần cho biết. Tôi không ghiền. Không được. Phúc tôi mời cô phải chơi. Cứ chơi đi cho biết. Tôi nói không là không. Các ông chơi đi. Không phải ai cũng được vậy đâu. Quý cô lắm ông chủ mới đại. Đừng làm ông phật ý. Chơi đi. Biết đâu ông tha mạng cho. Chết thì thôi. Tôi không thử ma túy. Chúng đang ép chị Thủy dùng ma túy. Chúng ta xong vô thôi. Đừng nóng em. Để coi sao đã. Chị Thủy lanh trí lắm. Toilet ở đâu? Tôi muốn đi vệ sinh. Ở khắp mọi nơi. Đừng sợ. Không đứa nào nhìn cô đâu. Kệ nó. Trốn đâu cho thoát. Núi rừng như vậy, lính gác vòng trong vòng ngoài, chạy đi đâu mà lo.